Trong 9 tháng năm 2022, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khám cho trên 1 triệu 510.000 lượt người, điều trị nội trú 191.500 lượt, điều trị ngoại trú 70.600 lượt bệnh nhân. Các hoạt động y tế dự phòng của tỉnh được thực hiện hiệu quả dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên địa bàn. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định, tuy nhiên dịch sốt xuất huyết có xu hướng tăng mạnh trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã có 5.079 trường hợp mắc, để triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung vào công tác giám sát phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể cho công tác phòng chống dịch quản lý các ổ dịch triển khai đầy đủ các biện pháp chuyên môn kỹ thuật không để dịch lớn xảy ra tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật mới về kiểm nghiệm thực phẩm đáp ứng yêu cầu thực tế tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát đánh giá về chất lượng an toàn thực phẩm thực hiện cải cách thủ tục trong khám chữa bệnh cũng như đổi mới phong cách phục vụ nâng cao ý đức